Kinh Đại Dương là công ty tư vấn cho học hàng đầu Việt Nam và chỉ có một địa chỉ duy nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn về chương trình du học hè tại UF International Language Center của Úc. Và Brisbane thì được bầu chọn là thành phố đáng sống nhất thế giới. Trường UF nằm trong trung tâm Southbank đã đem lại môi trường học và sống lý tưởng nhất. Với Brisbane thì bạn sẽ thấy không khí lễ hội tràn ngập thành phố và tiêu điểm là khu nghệ thuật Southbank. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy các quán cà phê thời thượng, phòng triển lãm độc đáo, cửa hàng thời trang trẻ trung, một bãi biển nhân tạo ở khu vực cảng và trường IF. Ngoài giờ học thì bạn hãy tận hưởng không khí mát lạnh trên ban công lộng gió, hay đón một chuyến tàu đến Surfer Paradise, khu nghỉ dưỡng tuyệt vời. Với gần 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục du học, các trường IF được công nhận bởi các cơ quan giáo dục lâu năm và uy tín. IF sở hữu 40 trường ở 16 quốc gia và giáo viên ở IF thì giàu kinh nghiệm và đáp ứng các bằng cấp liên quan. Điều quan trọng nhất là họ quan tâm đến từng học viên trong lớp và các thầy cô sẽ giữ vai trò động viên và gợi mở trong mọi đề tài để giúp cho học viên chủ động và tham gia vào bài học. Và các em học sinh nhỏ từ 7 đến 12 tuổi có thể an tâm tham gia chương trình hè dành cho thiếu nhi. Với chương trình này thì học sinh được đồng hành cùng với trưởng đoàn người Việt, trưởng đoàn bản xứ, đội ngũ giáo viên và nhân viên của trường IF. Hành trình từ nhà đến trường thì các em luôn đi cùng với người lớn. Các hoạt động vui chơi tham quan thì đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu. Và lý do tại sao mà các bạn nên tham gia chương trình này thì hôm nay Đăng Đại Dương sẽ cho bạn biết những cái lý do đó. Đó là bài học từ các sự kiện thực tế trong đời sống thì giúp bạn có vốn từ để giao tiếp thực sự. Còn được trang bị các công cụ hiện đại như là máy chiếu vi tính, sĩ số lớp từ 12 đến 15 và tối đa là 17 người. Tài liệu học tập thì được phát triển bởi các chuyên gia trong ngành ngôn ngữ học. Các phương pháp tiếp cận hiệu quả được đưa vào để đảm bảo kết quả học tập là tốt nhất. Học trực tuyến trên iLab giúp bạn rút ngắn thời gian học với các bài học sinh động thông qua các hoạt động tương tác, các trò chơi mô phỏng, các tài liệu phim ảnh. Với ứng dụng học trên iPad thì bạn sẽ chủ động học được mọi lúc mọi nơi. Về du học hè cá nhân ở Sydney thì dành cho độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi. Học sinh tham gia cần chủ động và tự tin vì không có trưởng đoàn đi cùng khởi hành mỗi thứ hai hàng tuần. Về du học hè theo nhóm ở Brisbane thì dành cho độ tuổi nhỏ hơn thì từ 7 đến 12 hoặc là nhóm tuổi từ 13 đến 18 tuổi đi cùng trưởng đoàn và muốn được sắp xếp trọn vẹn cho chuyến đi và thời gian học sẽ là 4 tuần. Về các chi phí thì sẽ bao gồm 20 tiết học ngoại ngữ mỗi tuần do giáo viên bản xứ dạy, chi phí ăn ở tại gia đình người bản xứ, sách giáo khoa, tài liệu học tập và chứng chỉ để hoàn tất khóa học. Vé máy bay khứ hồi và chi phí vận chuyển trong chương trình, phí đưa đón tại sân bay, vé vào cổng các khu vui chơi, các điểm du lịch và hoạt động dã ngoại theo chương trình, công viên Dream World, Gold Coast, chuyến đi 2 ngày đến Racer Island, chuyến đi 1 ngày khám phá rừng mưa nhiệt đới, đi chào mừng, tiệc chia tay tại nước đến, ba lô, áo thun, sổ tay du hè, thẻ dán hành lý, dây đeo, bảo hiểm du lịch và y tế trong thời gian các bạn tham gia chương trình. Và mọi thông tin chi tiết về chương trình du hè thì hãy nhanh chân liên hệ với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương để tìm hiểu rõ thêm về các chi phí. Mọi thông tin thì các bạn hãy gọi đến hotline